Trở lại bản tin ngắn. Trở lại con bò của một cầu thủ chống cái nước Mỹ, không đâu khác là Megan. Nhân vật Megan chắc ai cũng biết. Đây, cái con mụ mà quỳ gối chống lại cái nước Mỹ, nó trắng nó đi nó lại, nó tới nó xui thì thằng nào cũng là tụi nó cả. Nó trước cũng tụi nó sau cũng tụi nó dọc cũng tụi nó ngang cũng tụi nó, nó lừa cũng tụi nó bò cũng tụi nó cùi cũng tụi nó. Ngôi sao bóng đá nhục nhã đã thất bại trong cuộc đá vào cách đây không lâu đã nghỉ hưu của đội tuyển quốc gia nữ của Hoa Kỳ Megan Rapinoe, là một trong những động viên đầu tiên bên ngoài EDE đã bắt chước người tự xưng là chống tư bản, một cựu cầu thủ đối chủ nghĩa Mark Lenin, đó là Colin Kaepernick, đã liên tục phản đối cái nước Mỹ bằng cách quỳ gối khi hát quốc gia. Giờ đây hôn phu của cô, đó là Schubert, tuyên bố rằng Rapinoe đã quỳ gối là vì cô ấy yêu cái nước Mỹ. Tôi đọc tới đây, quý vị cảm thấy giật mình, chóng mặt không? Đừng có chóng mặt nha, từ từ, đừng có sặc nha, đang ngắn gì đừng có sặc, lỡ có ói thì mất công, mẹ chết mình tội nghiệp. Rapinoe đã kết thúc kế hoạch bóng đá chuyên nghiệp của mình vào cái tháng này với trận đấu tháng đáng xấu hổ trước Thụy Điển của giải bóng đá nữ thế giới 2023. Trận đấu đã khiến đội tuyển Mỹ phải ngậm ngùi đi về nước sau cái trận đấu tệ hại. Rapinoe là những nguyên nhân khiến cho cô ta bị thua. Đội tuyển Mỹ bị thua trong trong cái mà hỏng quả phạt đền. Schubert đã dành lượng thời gian đáng kể trong video để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành tích thể thao của Rapinoe. Đối với hoạt động chính trị nổi tiếng của mình, Schubert nói rằng vị hôn phu của cô, hôn phu tức là con mẹ này là một ô môi, hôn phu của cô đã quỳ gối chống lại nước Mỹ trên trường quốc tế là vì cô ấy yêu cái nước Mỹ, muốn thể hiện lòng yêu nước Mỹ của mình. Lòng yêu nước của cô đã khiến cô góp cái tiếng nói với tiếng nói của mình với những người cần nói. Cô bớt tuyên bố khi cô ấy bắt đầu quỳ gối được phản đối sự bất bình đẳng chủng tộc tại Hoa Kỳ, cô ấy đã làm điều đó vì cô ấy yêu cái nước Mỹ và tin rằng nó có thể thành một phiên bản tốt hơn. Kỳ, nếu mà từ cái xứ nước Mỹ mà nó kỳ thì mọi người Việt Nam chúng ta không qua đây làm gì đâu quý vị. Việt Nam chúng ta sợ điều này. Cô bớt đưa ra cái tuyên bố trong bài trường tự của cô ấy trong một video của chủ đề là Ramino một cách không hối lỗi. Thì tóm lại là gì? Tóm lại nó nói cùi cũng nó ngang cũng nó dọc cũng nó. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.